Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, thuốc lá có tác hại rất nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Khói thuốc lá gây ra khoảng 25 căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh lý nguy hiểm như là ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản. Pháp luật nước ta có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng và chống tác hại của thuốc lá. Trong chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vấn đề này. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi một tình huống ngay sau đây. à thế à dạ. <laughs> thế là bây giờ là cũng vào thăm bố ở đây dạ vâng con vào chăm bố ngồi ừ. vào bệnh viện mình thấy chịu khó đấy dạ à. vâng hôm nay con được nghỉ học ơ ừ, bác của em có vào viện để chăm người ốm à ờ ừ, tôi cũng vào chăm bà xã nhưng tôi được tháng này rồi à em vào thăm bố em bố em mới mổ à, vợ cháu mới mổ được mấy hôm bác ạ ở trong viện suốt sốt ruột, ruột lắm <laughs> à quên mất cho mười bao hút thuốc à rồi xin lỗi à, bác cảm ơn tôi không hút dạ em ơi em... à, chết anh thông cảm tôi lắm chuyện em nó còn nhỏ đừng có mời nó thuốc à, dạ. ở trường em có mấy bạn tập tành hút thuốc bị cô giáo bắt còn phải viết bản kiểm điểm có khi kỳ này còn bị hạ anh kiểm cơ Ờ <laughs> à có cậu bao nhiêu tuổi rồi? Này, cháu nhìn này cứ tưởng sinh viên đại học đấy. <laughs> em chưa được 18 tuổi, năm nay em mới lớp 12 ạ. À. Mà em không thích mùi thuốc lắm nên là sau này em không hút thuốc đâu ạ. À. đấy, cháu nói đúng đấy. Mà ở cái tuổi cháu bây giờ hút thuốc là vi phạm pháp luật đấy. Còn anh nữa, mà đưa thuốc cho cái người chưa đủ 18 tuổi là luật pháp cũng đang cấm đấy. À, bác thông cảm, tại cháu cũng thói quen đó bác ạ. À, mà ở bệnh viện đấy là. là theo như tôi biết thì là cũng cấm tuyệt đối không được hút thuốc lá đấy ừ. mà anh không cẩn thận nên là là sẽ bị phạt tiền đấy ừ, ừ, cấm tuyệt đối hả bác ừ, ừ cháu tưởng chỉ cấm ở trong phòng thôi thế cháu ra hành lang hút ai ngờ lại cấm tuyệt đối mày quá mày có bác nhắc đấy ạ à? thôi để cháu đi dập thuốc đã ờ ừ, ừ. à, à. à. theo tình huống anh tú đi chăm vợ mổ ở bệnh viện anh ra dãy ghế chờ ngoài hành lang hút thuốc lá và mời mọi người xung quanh. Ông Lâm thấy vậy, nhắc nhở anh không được mời người dưới 18 tuổi hút thuốc và cũng không được hút thuốc tại bệnh viện. Vậy những hành vi nào bị cấm trong luật phòng chống tác hại của thuốc lá? Mời quý vị cùng đến với phần trao đổi với luật sư của chương trình. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá thì chúng ta cùng tìm hiểu các quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại thuốc lá cũng như là tìm hiểu các quy định về mức xử phạt. Thứ nhất là các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Điều 9 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 quy định các cái hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Hành vi sản xuất, mua bán nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá, mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu, hành vi quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Tài trợ của tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc lá trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá 2012 chẳng hạn như là tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói giảm nghèo phòng chống thiên tai dịch bệnh hoặc là thảm họa phòng chống buôn lậu thuốc lá à, và cái, cái chương trình đấy thì không được thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó hành vi chưa đủ 18 tuổi sử dụng mua bán thuốc lá hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi để mua bán thuốc lá hành vi bán cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi hành vi bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, hành vi sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em, hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. Mức xử phạt đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Thì chúng ta vừa tìm hiểu các cái quy định mà bị pháp luật cấm trong cái việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm các cái mức xử phạt đối với cái hành vi bị cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Các cái biện pháp cũng như là cái mức xử phạt các cái hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng chống thuốc lá được quy định đầy đủ, cụ thể và rõ ràng tại nghị định 176 năm 2013 NDCP và cụ thể thì tôi có thể dẫn chứng ra một số cái, cái ví dụ về mức xử phạt như sau. Cái ví dụ thứ nhất đó là căn cứ vào điểm B khoản 3 điều 27 và khoản 5 điều 4 Nghị định 176 2013 NDCP Đối với hành vi tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và mức xử phạt tiền là 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức cái ví dụ thứ hai là căn cứ vào cái điểm D khoản 4 điều 48 và khoản 2 điều 4 nghị định 185 2013 NDCP. Đối với hành vi khuyến mại thuốc lá thì phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu như người vi phạm là cá nhân và phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu như người vi phạm là tổ chức. Và các ví dụ dẫn chứng thứ ba đó là khoản 2 điều 32 và khoản 2 điều 4 nghị định số 185 2013 NLDCP thì quy định mức phạt tiền từ là 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và từ mức phạt tiền là 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức đối với một trong các cái hành vi vi phạm cụ thể như sử dụng người chưa đủ 18 tuổi để mua bán thuốc lá hoặc là hành vi bán cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Thưa quý vị, thuốc lá là một sản phẩm độc hại ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người. Chính vì vậy, thuốc lá nằm trong danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh và một số hành vi trong việc sử dụng thuốc lá sẽ bị nghiêm cấm. Hy vọng rằng qua chương trình, mỗi người dân sẽ có thêm hiểu biết, nhận thức trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.